Hiếu Minh Euro xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc. Thì trong clip này, Hiếu Minh Euro xin gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Lê Văn Khải ở Đông Sơn, Thanh Hóa. Anh đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Hiếu Minh, một bộ dàn karaoke, nguyên một bộ dàn karaoke hơn 19 triệu đồng các bác nhé. Thì đây là bộ dàn karaoke của anh Khải. Hiếu Minh Euro xin phép test trước khi gửi đi cho anh. Thì bộ dàn của anh cùng các thiết bị Hiếu Minh sẽ báo giá luôn và sau đó test thử chất âm để anh Khải cùng các bác nghe. Thì phía dưới cùng là cục đẩy công suất Yamaha XP7000S, tiếp tục đó là một chiếc lọc xì DBX2231, một chiếc nâng tiếng hàng chính hãng Idol EP100 hàng Việt Nam các bác nhé. Thì đối với dòng cục đẩy công suất Yamaha XP7000S, giá là 3.800.000 chưa bao ship. Lọc xì DBX2231 giá 2.100.000 chưa bao ship. Và máy nâng tiếng Idol IP100 hàng chính hãng Việt Nam 1.600.000 chưa bao ship. Và vang số cao cấp Shiso T3 giá là 3.200.000 chưa bao ship. Và một bộ mic Shure ORX màu trắng là 2.400.000 các bác nhá, bao ship rồi. Và anh Khải có lấy đó là một đôi loa JBL6012, dòng từ thường các bác nhé, dòng từ thường với giá là 6.300.000 chưa bao ship. Thì tất cả các thiết bị mà anh Khải lấy thì Hiếu Minh đã báo giá và đây là địa chỉ chuẩn của anh Lê Văn Khải ở đội 6 Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa. Đây thì tất cả các sản phẩm đây, anh còn lấy thêm kèm theo một bộ pin sạc 4 cổng với giá 280.000 bao ship các bác nhé. Thì tất cả các sản phẩm đây thì Hiếu Minh đã đấu nối xong cho anh Khải và sau đây Hiếu Minh sẽ test thử chất âm cho anh Khải cùng các bác nghe thử và đánh giá. Các bác có yêu thích thì có thể liên hệ cửa hàng Hiếu Minh Audio ở số 451 Quang Trung, Hà Đông. Thì bây giờ em xin phép anh Tươi test cho em. Xin chân thành cảm ơn anh Tươi.
cũng như chân thành cảm ơn các bác các anh em đã xem đoạn clip trên. Thì đoạn clip test thiết âm gửi bộ dàn karaoke cho anh Lê Văn Khải em xin phép dừng tại đây. Các bác nào có yêu thích cửa hàng Hiếu Minh Audio, yêu thích những sản phẩm của Hiếu Minh Audio, xin liên hệ đến cửa số điện thoại 0919 182233, địa chỉ số 451 Quang Trung Hà Đông. Và em xin nhắc lại là tất cả các sản phẩm bên Hiếu Minh bán đều có tặng kèm đầy đủ dây dắt và bảo hành 1 năm cho các bác nhé. Đều được tặng kèm dây dắt và bảo hành 1 năm. Thì một lần nữa em xin chúc tất cả các bác có một buổi tối mạnh khỏe, vui vẻ. Và em xin phép dùng clip tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác.